HVTC News cập nhật lịch bóng đá mới nhất hôm nay 16 tháng 9 và ngày mai 17 tháng 9 gồm lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A và các giải vô địch quốc gia trên thế giới. Sao sao ngoại hạng Anh sao sao? Sao sao La Liga sao sao? Sao sao Serie A sao sao? Sao sao Bundesliga sao sao? Sao sao League 1 sao sao? Sao sao hạng nhất Anh sao sao? Sao sao Serie B sao sao? Sao sao vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út sao sao? Lịch thi đấu vô địch quốc gia Bỉ ngày 17 tháng 9. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Bồ Đào Nha ngày 16 tháng 9 và 17/9. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Scotland ngày 16 tháng 9. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Hà Lan ngày 16 tháng 9 và 17/9. Lịch thi đấu hạng 2 Tây Ban Nha ngày 16 tháng 9. Lịch thi đấu J-League 1 ngày 16 tháng 9. Lịch thi đấu K-League 1 ngày 16 tháng 9. Lịch thi đấu hạng 2 Đức ngày 16 tháng 9 và 17/9. Lịch thi đấu cúp quốc gia Australia ngày 16 tháng 9. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Trung Quốc ngày 16 tháng 9. Lịch thi đấu vô địch quốc gia Croatia ngày 16 tháng 9.